tay vào bên hành luôn. Quá tài đồ. Tay nó nhiều. Chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình có dịp đi chợ Bến Thành, sẵn mình quay cho mấy bạn coi luôn. Chợ Bến Thành có gì, các bạn thấy hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký video ủng hộ mình nha mấy bạn. Các bạn thấy không, quá trời đồ luôn, quần áo đẹp luôn nè. Chỗ này thì bán quần áo nè. Chỗ này người nước ngoài đi nhiều lắm nha mấy bạn. Alo. Vô đây nóng quá trời luôn các bạn, quá chịu không nổi luôn. Tại mình đi rất trưa á, 12 giờ mấy á. Cốc này nó bán đồ trang sức nữa rồi. Mình mất mắt quá trời luôn. Mình không mất mắt luôn, mình cũng không muốn mua. Mình ngồi cho người nước ngoài nha, quá trời luôn. Đây bán lũ lội luôn. Cốc này bán giày dép nè, các bạn. Bán sách nè. Rồi nó nhảy rần rần chỗ đó luôn á. Lâm luôn. Ở bên này là khu ăn uống nha mấy bạn. Ở đây đồ ăn nhiều lắm. Ủa hứa nè. Cũng nước lèo một lọc rồi, có gì cũng có hết. Khúc này thì bánh chè nữa rồi. Đủ rồi, là rồi. Bé chè. Đây hết thằng nhỏ của đây. Mày nãy đi rồi mà. Nó thì rồi
What color would you like? I like the black one. Sure. Thank you.